Lưu Khải Uy năn nỉ vợ cũ Dương Mịch tái hợp, nữ diễn viên đưa ra các điều kiện khiến đàn trai e dè. Sau nhiều năm ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, nhưng cũng có không ít lần có tin đồn tái hợp. Mới đây có những thông tin bộ đôi đang thương lượng, hòa giải để hàn gắn, mong cho con nhỏ có cuộc sống đủ bố mẹ. Đã gần 4 năm kể từ khi ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, nhưng cả hai vẫn thường xuyên dính tin đồn hẹn hò tình mới. Nhưng rồi sau tất cả, mọi thứ cũng đâu vào đấy. Mới đây, theo Sohu đăng tải thông tin tiết lộ hiện tại, nam diễn viên Lưu Khải Uy đang rất ăn năn hối hận khi năm xưa ly hôn với Dương Mịch. Vì vậy, giờ đây nam tài tử phải xuống nước, nhiều lần đến gặp vợ cũ để xin hòa giải. Chưa những thế, Lưu Khải Uy còn thể hiện thành ý của mình trong việc cứu vãn hôn nhân bằng cách nam diễn viên đã mang theo 20 triệu nhân dân tệ, gần 70 tỷ gửi vợ. Trước thành ý của chồng cũ, Dương Mịch không từ chối điều này mà ngược lại, nữ diễn viên tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa còn đưa ra thêm các yêu cầu khác. Theo đó, Dương Mịch sẽ chấp nhận lời đề nghị tái hợp của Lưu Khải Uy nếu như anh đồng ý để con gái Tiểu Gạo Nếp đến Đại Lục sống, học tập, thay vì để cô con gái cho ông bà nội chăm sóc ở Hồng Kông. Với yêu cầu của Dương Mịch có thể là hết đổi bình thường, thậm chí nhiều người cũng cho rằng Dương Mịch có lẽ vì mình vì con hơn trước đây. Bởi ở giai đoạn yêu nhau, Dương Mịch đã làm rất nhiều việc rẻ tiền để ủng hộ Lưu Khải Uy. Bây giờ cô ấy đã tỉnh táo và sẽ không bị lợi dụng nữa và toàn tâm cho công việc cũng như để cho con gái nhỏ có một mái ấm hoàn chỉnh. Cách đó không lâu, Even đưa tin, Tiểu Gạo Nếp có thể sẽ theo mẹ đến Bắc Kinh định cư và học bậc tiểu học thay vì học ở Hồng Kông như trước. Quyết định này được sự ủng hộ của chồng cũ của cô lẫn nhà nội. Trả lời phỏng vấn báo Hồng Kông hôm cuối tuần, ông Lưu Đăng, bố diễn viên Lưu Khải Uy nói, cháu gái đang ở giai đoạn quan trọng. Việc xem xét vấn đề đi học ở Đại Lục do con trai và con dâu cũ của tôi quyết định. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Hai con sẽ lên kế hoạch tổng thể và cân nhắc để đảm bảo tương lai của Tiểu Gạo Nếp. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, có cư dân mạng tiết lộ thông tin rằng họ bắt gặp Lưu Khải Uy đưa con gái Tiểu Gạo Nếp đến tận nơi ở của Dương Mịch để thăm cô. Thậm chí, anh muốn dùng con gái để đề nghị nối lại quan hệ của hai người. Thậm chí, Dương Mịch không hề chặn cửa và có thái độ thù địch với Lưu Khải Uy. Những lần trước cô rất khó chịu và thậm chí đối xử tàn nhẫn với anh. Nhưng hiện tại, Dương Mịch đã cười nói và đón tiếp chồng cũ rất vui vẻ và nhiệt tình. Trước những thông tin mà truyền thông đăng tải, việc Lưu Khải Uy quay lại thuyết phục Dương Mịch quay lại cũng nhận được một số ý kiến từ cộng đồng mạng. Một số cư dân mạng cho rằng, vợ chồng vẫn là vợ chồng như ban đầu, chơi đủ rồi thì phải về. Hai người vẫn còn tình cảm thì hãy quay về bên nhau, vì đối phương cũng như vì con gái Tiểu Gạo Nếp. Dương Mịch và Lưu Khải Uy gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt, người ở Đại Lục, người tại Hồng Kông. Tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Thậm chí ở giai đoạn đó, Dương Mịch là một ngôi sao nổi tiếng, còn Lưu Khải Uy dường như thua kém vợ. Bất chấp mọi dư luận, cặp sao kết hôn năm 2014, tới năm 2016 họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Trên thực tế, có vẻ như Lưu Khải Uy rất yêu Dương Mịch từ trước đến nay và có thể đây không phải là ý định ly hôn ban đầu của anh ấy, nhưng điều này đã xảy ra. Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian hơn ở nhà với Tiểu Gạo Nếp và được gọi là ông bố toàn thời gian. Lưu Khải Uy thường bị giới truyền thông chụp ảnh đưa con gái đi chơi đi học. Còn về phía Dương Mịch, dường như thăng hoa trong sự nghiệp, trong khi tiếng tăm Lưu Khải Uy kém so với vợ cũ.